Theo tin của LA Times, trong khi lính cứu hỏa vẫn đang ra sức ngăn chặn, không cho đám cháy rừng Canyon 2 ở Orange County lan rộng ra, toàn vùng Nam California hiện đang chuẩn bị đối phó với thời tiết nguy hiểm trong những ngày sắp tới. Báo động nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất sẽ có hiệu lực từ chiều tối ngày thứ Năm cho tới ngày thứ Bảy tới đây, ở khu vực núi đồi và thung lũng quanh Los Angeles County, vì gió mạnh, không khí khô ráo và cây cỏ khô cằn dễ bắt lửa. Mức độ ẩm thấp của các khu vực bị đe dọa sẽ xuống tới khoảng 10% hoặc có thể còn thấp hơn nữa ở một số nơi. Trong khi đó, thì lính cứu hỏa sẽ dùng nỗ lực trong ngày thứ Năm để mở rộng khu vực ngăn chặn đám cháy rừng Canyon, diễn ra đã 4 ngày nay và thiêu rụi hơn hàng 9.000 hecta ở các vùng Anaheim Hills. Hàng ngàn người dân đã phải di tản khi ngọn lửa bùng ra vào hôm thứ Hai vừa trở về nhà và các trường học bắt đầu mở cửa lại từ ngày thứ Tư và thứ Năm ở một số nơi. Phần lớn các lệnh di tản đều được đưa ra trong vụ cháy này là do ngọn lửa lan quá nhanh, thiêu hủy 23 căn nhà và làm thiệt hại 36 văn phòng khác.